Mến chào quý vị và các bạn. Chào các bạn đã đến với kênh Thuộc Cô Ba. Hôm nay em xin tiếp tục tái hiện lại cách pha mắm ruốc của gia đình em. Mời các cô chú anh chị cùng theo dõi nha. Nguyên liệu không thể thiếu đó là ớt, gừng, đường phổi nha các bạn. Chanh nha các bạn. Nguyên liệu không thể thiếu đó chính là ruốc, mắm ruốc nha các bạn. Nặng thêm nửa trái chanh nha các bạn, để cho cái mắm của mình nó sủi bọt lên, nó chín thêm nha các bạn. Đó, đang sủi bọt lên rồi. Rút bạn đánh kỹ kỹ nên là nó sẽ sủi bọt lên, rất là ngon nè. Sủi bọt lên nè. Đầu rồng chấm mắm ruốc. Mắm ruốc đây là mình có thể ăn với rau sống nè, trâu luộc, hoặc là ăn với chấm với thịt ba chỉ, ăn với cơm nóng hoặc là dít bánh tráng nha các bạn. Mời các cô chú anh chị cùng ăn với Thuộc Cô Ba nha. Mời.